Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn Chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car Với những dòng sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với Expander Chúng ta phải kể tới Toyota Veloz Nhưng rõ ràng đối với những chiếc xe MPV 7 chỗ ở thời điểm hiện tại Thì rất rất khó có thể qua mặt được dòng sản phẩm Expander của Mitsubishi Với mức giá vô cùng hấp dẫn Khuyến mãi rất là cao Hỗ trợ đến 100% lệ phí trước bạ cũng đi kèm với những quà tặng như dán phim cách nhiệt trẻ sàn hay hàng loạt các à, trang bị option khác như cam 360 Thì ở thời điểm hiện tại đây chính là lựa chọn rất hấp dẫn dành cho mọi người Và trong clip ngày hôm nay thì Quyết sẽ cập nhật bảng giá khuyến mãi và làm bánh mới nhất của Expander Ở trong 15 ngày cuối của tháng 10 này Và trước khi clip bắt đầu cả nhà đừng quên rằng hãy ấn nút à, giúp Quyết nút đăng ký kênh Để đội ngũ có thể ra được nhiều clip hay hơn mọi người nhé và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phiên bản MT Phiên bản đang có cái mức giá uh, khá là tốt và dành cho những quý anh chị chúng ta chạy dịch vụ với mức giá niêm yết là 560 triệu đồng. Ở thời điểm tại thì đại lý đang có chương trình tặng cho mọi người dán phim cách nhiệt này, trải sàn, cảm biến lùi à trị giá khoảng 2,5 triệu đồng và bảo hiểm thân vỏ trị giá khoảng 9 triệu đồng và đối với phiên bản MT thì các quý anh chị chúng ta còn được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của nhà nước nữa vậy thì lăn bánh dành cho các quý anh chị chúng ta đang quan tâm đến phiên bản MT như thế nào với mức giá niêm yết 555 triệu đồng thì lăn bánh xong tại hà nội sẽ là 588 triệu lăn bánh tại tỉnh sẽ là 565 triệu và ở thành phố hồ chí minh sẽ là 500 573 triệu đồng 573 triệu đồng dành cho anh chị nhé Cứ xin được nhắc lại tại Hà Nội là 588 Ở tỉnh là 565 Và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 573 triệu Và đối với những quý khách hàng chúng ta đang quan tâm đến trả góp Thì mọi người chuẩn bị giúp quyết số tiền tối thiểu là 160 triệu đồng và phiên bản tiếp theo đó chính là phiên bản Eco với mức giá niêm yết là 598 triệu. Thì phiên bản Eco chúng ta đang có chương trình khuyến mãi chỉ còn khoảng tầm là 540 triệu. Bao gồm các quý anh chị chúng ta sẽ được tặng dán phim cách nhiệt, camera lùi trị giá khoảng... Uh, uh, 2,5 triệu đồng Cùng với đó là hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ Tương ứng khoảng tầm là 32 triệu đồng Cùng với bảo hiểm thân vỏ Thế thì lăn bánh xong tại Hà Nội sẽ là bao nhiêu Dành cho các quý anh chị chúng ta ở Hà Nội Sẽ là 600 38 triệu đồng ở tỉnh sẽ là 608 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 628 triệu đồng mọi người nhé và trả góp mọi người chuẩn bị giúp quyết đó chính là 214 triệu đồng là các quý anh chị chúng ta đã có thể lấy xe được rồi với phiên bản AT Expander phiên bản Eco thì các quý anh chị chúng ta sẽ có một số các tính năng nổi bật hơn so với phiên bản MT đó chính là chất liệu da sẽ là được bọc da thay vì bọc uran Urathan như phiên bản MT, ghế lái chỉnh tay 6 hướng thay vì 4 hướng như phiên bản MT. Ngoài ra một số các tính năng về giải trí chúng ta sẽ có dàn âm thanh 6 loa thay vì 4 loa. À, cùng với đó chúng ta sẽ có được một số các cái hỗ trợ ví dụ khởi động nút bấm bằng start stop thay vì phiên bản MT chúng ta sẽ dùng bằng tay hay là cool control cũng có sẽ đã có mặt ở trên phiên bản AT rồi. Đó là những cái sự thay đổi chính của phiên bản AT. Chính vì vậy nếu mọi người đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi đến hotline nhé. Và bây giờ chúng ta tiếp theo đến với phiên bản các quý anh chị chúng ta lấy rất là nhiều, đó chính là phiên bản Expander phiên bản AT Premium có mức giá niêm yết 658 triệu đồng. Ở thời điểm tại tổng trị giá khuyến mãi của chiếc xe này chỉ còn là 591 triệu đồng. À, vậy cụ thể có những chương trình khuyến mãi gì đối với phiên bản uh, Expander phiên bản AT thì các quý anh chị bây giờ chúng ta đang có được tặng hỗ trợ 50 lệ phí trước bạ cộng dán phim cách nhiệt cộng trẻ sàn cộng cam 360 và một năm bảo hiểm thân vỏ thế nên là cực kỳ nhiều các cái chương trình khuyến mãi hỗ trợ dành cho anh chị cho đối với phiên bản premium. Thì cụ thể lăn bánh ở Hà Nội sẽ là bao nhiêu? 696 triệu đồng để lăn bánh xong đối phiên bản premium mọi người nhé. Còn đối ở tỉnh sẽ là 665 triệu đồng và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 685 triệu. Và để trả góp được canh quý chị chuẩn bị giúp quyết số tiền tối thiểu đó chính là 230 triệu đồng để chúng ta có thể sở hữu và lăn bánh đối với phiên bản premium. Và tất nhiên phiên bản Premium chúng ta cũng sẽ có những cái tính năng nổi bật hơn so với phiên bản Eco à, Quyết có thể lấy ví dụ dành cho mọi người Chúng ta có phanh tay điện tử Auto Hold này Chúng ta có khởi động nút bấm Start Top Tất nhiên hơn so với phiên bản MT Có phiên bản AT Eco thì chúng ta cũng sẽ như nhau Nhưng có một số các tính năng Ví dụ màn hình giải trí trung tâm chúng ta sẽ lên tới là 9 inch Còn đối với phiên bản AT vẫn chỉ là 7 inch thôi Đi kèm với cả 6 loa mọi người nhé còn chúng ta còn có chất liệu ghế sẽ bằng da thay vì bằng nỉ à Cùng với đó là chức năng giảm hấp thụ nhiệt cho chiếc xe Đấy, đấy là một số các tính năng nổi bật ở trên phiên bản Premium Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phiên bản cuối cùng Phiên bản Cross Phiên bản Cross của Expander chúng ta có cái mức giá niêm yết đó chính là 698 triệu đồng Ở thời điểm hiện tại thì các quý anh chị chúng ta đang có mức giá tổng trị giá khuyến mãi cực kỳ sâu dành cho chị chỉ còn khoảng tầm là 628 triệu đồng bao gồm các quý anh chị chúng ta sẽ được tặng đó chính là hỗ trợ 50% lệ phí trước bạn cộng gián phim cách nhiệt cộng trẻ sàn k 360 và một năm bảo hiểm thân vỏ dành cho mọi người lăn bánh xong tại Hà Nội sẽ là 738 triệu đồng lăn bánh tại tỉnh sẽ là 706 triệu và lăn bánh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 726 triệu đồng mọi người nhé và trả góp mọi chuẩn bị giúp quyết 249 triệu đồng là các quý anh chị chúng ta đã có thể lấy xe rồi hiện tại đại lý đang có đầy đủ tất cả các màu sắc có thể giao ngay dành cho mọi người màu trắng đỏ đen nâu và xám à, với những tính năng nổi bật của chiếc xe expander phiên bản cross thì các quý anh chị chúng ta tin chắc rằng chiếc một chiếc xe yêu thích về sự thể thao, về sự hầm hố thì các quý anh chị chúng ta lại chọn phiên bản cross còn không mọi người có thể lựa chọn premium premium sẽ trang nhã hơn dành cho tất cả các quý anh chị và đó chính là những chương trình khuyến mãi tốt nhất dành cho anh chị chúng ta đang quan tâm đến phiên bản expander ở trong tháng 10 này nếu các quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu thì đừng ngần ngại gọi điện vào hotline nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo hãy like và đăng ký kênh ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất Gọi điện hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng Car sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất Car chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhé